Rồi, đi cây thôi. Chả còn con gì để mà đánh nữa, đừng có vẽ nữa, mất thời gian của người ta ra. Vâng, như vậy thì chúng ta lại có layup của hai bên gần như không khác gì so cả Thì đã những game đổi đấu tiếp. hero tí thôi, Chỉ đổi là đổi hero. một chút về hero thôi. Sếp sẽ cầm Clockwork, Epileptic Kid thì sở hữu cho mình Phoenix Void, GPK cầm Storm và Illidan cầm Enchant, DM sẽ là người chơi Viper như thường lệ. Bên phía bên kia đều Always Wanna Fly. Tất nhiên rồi, Vengeful Spirit, Vitoon Drow, Roger Tuska và Zero Bad Rider. Đúng rồi. Iceberg thì sẽ là người cầm Dragon Knight trận đấu này thôi. Chúng ta Vẫn là cùng một chờ cái xem trận đấu cây. này sẽ được thấy những cái gì. Tôi thì tôi nghĩ là Tôi sẽ lại là 60 phút thôi. Mình thì mình cũng không ngạc nhiên đâu. Hy vọng là trận đấu giữa Secret và Alliance sẽ làm trận đấu nhanh. 2-0 thì chẳng hạn. GPK game đấu này cầm một con Storm mà mình nghĩ là Storm thì anh ta có nhiều impact hơn so với một con Evoker như game đấu vừa rồi. Evoker game đấu vừa rồi mặc dù có PA thì anh em thường thường thấy OG ấy sẽ là lên một cái Solar để buff cho PA khỏe hơn. Nhưng mà anh ta chọn một cái búa cười. Late game cái búa cười nó hơi phế, thật sự hơi phế. Đây rồi, và đấu luôn rồi anh em ạ. Hai team này cũng muốn đánh nhanh lắm rồi, tại vì rõ ràng hai game là đều là game dài. Tôi thì tôi chán lắm rồi. Nhưng mà không sao cả. Tôi vẫn sẽ phục vụ các bạn thôi, với một cái tinh thần gọi là trái hát nhất. Buổi đêm thì còn dài mà, ngày mình ngủ 6 Thì tiếng. hôm nay anh em mình cố làm thì đã được nghỉ 3 ngày mà. Hôm nay Xong thật ra thì hôm qua em cũng phải về khá là muộn, hôm qua BO3 ngày hôm qua khá là sâu. B3 hôm qua là anh không nhớ Liquid với cả Thế em bây giờ là xoán ngôi của Khánh Sky à? không, chúng ta trận vừa rồi thì phải chịu thôi. Bây giờ họ đánh bài đấy thì đằng nào mình cũng nhìn con Drow, mình cũng biết rồi. Hôm qua cái BO3 hôm qua thì nó chỉ là hơi delay thôi, chứ còn nó cũng không không phải là một cái BO3 diễn ra quá lâu, 3 40 phút một trận thôi. Vitoon vẫn là một con drone quen thuộc, nhưng mà Vitoon có vẻ như đổi set đúng không em? À nhưng vẫn là set đấy thôi. Illidan một con Enchant sắp 5. Vẫn chắc mình cũng chỉ là hai rune chia đều thôi, chả có gì gọi là nổi bật lắm đâu. Electric Kid một con Void thuận tay hơn. General một con bát đi với voi vo cái quắc thì mình nghĩ là đi ổn. Dính tầm khoảng 3 chặng dầu đủ thì anh ta có thể quắc về. Đừng có quắc lên nha anh ơi. Quắc lên nó vẫn đi luôn đây. Lên là chết luôn. Có vét đón đầu rồi. Chia đều rune giữa cả hai team không có gì ngạc nhiên. Chia đều rune. Cái kèo lên top thì đã khó khăn hơn cho drone một chút, nhưng mà anh em biết thừa rồi, drone nếu mà chỉ cần level thôi. Lên này thì anh ta có thể vào rừng từ level 5 để farm với một con Clockwake và một con Viper thì khá là khó. Delay anh em caster được tính lương không thì tất nhiên rồi, có. Bọn mình sẽ được tính theo cái thời gian của trận đấu. Như thường lệ thôi, không vấn đề gì cả. Thì thoảng thì gặp có nhiều anh em lại thương caster thì cho anh em cốc cốc cà cà phê các phê, thứ đúng cốc cà phê, bắt phở, kiểu kiểu đó. Mình thì rất quý những anh em ở trên kênh. Anh em ở trên kênh tất nhiên là cũng phải gọi là có tình cảm với cả anh em mình thì Nói mới gì gọi thì là nói đô la te. thì kênh mình toàn là kiểu là có người có tuổi rồi. Cũng biết là cái anh em làm đêm thì mệt như nào thì cho anh em một cốc cà phê, cho mát họng các thứ. Rất là quý nhiều anh em. Về kèo đi mid đi thì Storm sẽ có lợi thế hơn một chút với những cái đặt bóng. Nói gì thì nói đi kênh là một con tay ngắn mà. À, anh em chuyện donate thì thật ra là mình nghĩ là kiểu anh em quý thì anh em donate, có thì Đúng donate thôi, rồi. nhưng nó cũng không phải là một cái câu chuyện gọi là cần thiết quá anh em ạ. Thật ra bọn mình thì cũng có lương mà, ai cũng có lương lậu, có cuộc sống. Có mà, chẳng qua là anh em có tấm Anh lòng em thì mình có tấm quý. lòng anh em tặng thì bọn mình nhận thôi, chứ không phải là kiểu xem kênh này là phải donate cả các thứ thì mới được gọi là kiểu được xem phải không? Lấy đâu ra cái kiểu đấy. Làm gì có kiểu đấy, bọn tôi làm đã hoàn toàn từ đầu là free hết rồi. Bây giờ chỉ có là xin anh em một cái like, tiết xin một cái like thôi. Vâng, gớm. Xin cái like anh em khó lắm đấy anh em tưởng à. Ở đây thì Epileptic Kid bị dí một cái tag team cũng như là khá nhiều chặc dầu vào 7 chặc. Kèo ở lane bot khá là khó chịu đấy, có một con Tuska, có tag team, slow.
về kéo đi mid đi. Mình như mình đã nói thì đi Storm sẽ là farm ổn nếu có đi cây. Cứ đặt bóng ra thôi. Lát hit, Greek sẽ phải thứ. Là spam để lấy cho mình lượng level 6 nhanh nhất có thể. Anh nói ta có là... một tổ là đủ. Có Storm này mà đi mid cả đi cây thì thực sự là hơi chán. Tại vì không có những màn trao đổi chiêu thức trông căng thẳng. Mà nó lại chỉ là spam để lấy level thôi. Rõ ràng thì Storm là một con có lợi thế hơn so với con Invo. Phải băng set so với một con đi cây. À đây rồi, có một người anh em gọi là xin số tài khoản. Đây rồi, mình sẽ gọi là cá chia ngay cả người anh em Hoàng của mình. Cảm ơn bạn gọi là Giang Nguyễn Đức đã gọi là ngứa ngáy. Đó. Cần có những người ngứa ngáy như này thì chúng ta mới có những buổi livestream hấp dẫn được. Thú thực với cả bạn là các bạn là hôm nào mà được anh em kiểu gạ kéo kiểu ấy, thật ra là bọn mình cũng chả ăn thua gì đâu. Nhưng mà tự nhiên xem cái game nó hấp dẫn hơn ấy. Vì kiểu nếu mà nó diễn ra theo một cái góc nhìn nào đấy thì nó sẽ kiểu có một cái chi tiết hấp dẫn. Thì đây là thành ra là cát nó cũng nhiệt hơn. DM, một con Viper đã có ơn rồi. Có ơn rất sớm nhưng mà chưa có mạng nào diễn ra trên top cả nha. Anh ta chưa có nhiều trạc. Electric Kid chủ động là không tăng bát, tăng một cái tham elation luôn. Đánh như cả con Bad Rider này thì cố gắng để mà gây khó chịu cho rồi. Nó đi. Tăng tham elation để chống cho con Bad này nhồng lên, giết anh ta khá hợp lý. Nối build skill này được. Level 3 rồi thì vẫn sẽ tăng bát thôi. Nếu level 3 mới tăng, tại vì bây giờ anh ta tăng bát cũng không đấm được một con Bad đúng không? Đúng. Chủ động là tăng 2 trước. Tăng skill 2 thì anh ta sẽ an toàn hơn trong ít nhất là 2 level đầu. Sẽ là không thể nào chết được nếu mà Bad nhồng lên. Icebug có vẻ như là anh ta đang làm khá tốt, khá ổn cho nó đi cây đi thì mua dìu farm mà mua muốn Bacer thì cũng đủ lượng đam. Lát hit trong trụ thoải mái rồi, anh ta đang lát hit đầu bạc cùng là Storm. Storm thì cũng ổn thôi, lát hit bằng bóng nếu mà có những pha gọi là trừ đam. Đúng rồi, bạn Giang Nguyễn Đức là Đào Trọng Lê Tommy, đấy là cả họ cả tên của mình nếu bạn có thắc mắc. Hai điểm tham quắc nhá chứ không phải là một điểm bát nữa đâu. Có vẻ như là skill khá là khô máu của Leptic Kid đấy. Chỉ là cảm giác là chỉ farm muốn farm thôi đấy. Chỉ muốn farm thôi, không muốn giết người. Các bạn có con Drow các bạn farm thì tôi cũng có con Void chỉ farm. Rõ ràng về late game thì Void sẽ là mạnh hơn Drow. Chưa biết được đâu, Drow game đấu này có VS mà. Có khả năng cover. Wow, trông thế mà Harad khó chịu nhá. Có một con cà chua. Cà chua cho thêm một cái rậm. Rậm như là 125 dam hay là 150 dam ấy, anh không nhớ chính xác. Đau đấy. Em nhớ là hơn 100, 125. Đầu game đau đấy. Có di chuyển lên tới Rotter nhưng mà với sếp anh ta đứng chặn ở đây thì một cái cóc thôi là đủ rồi. Sẽ là chặn và để ăn skill cái bounty rune. Vâng, cảm ơn bạn Giang Nguyễn Đức nha đã donate cho bọn mình. Còn ở đây thì có đánh nhau xảy ra rồi, sếp vẫn ăn được cho mình cái rune thành công. Nhưng mà cái mạng này thì có vẻ như là hơi khó rồi. Bật tắc team rất chuẩn xác và đó sẽ là mạng này vị trí Ocean Wanna Fly. 3 rune bounty, anh nghĩ là một cái rune đấy cũng... cái mạng đổi hợp lý đấy. Mạng first blood nhưng mà rõ ràng là một con support ăn không hề nào. Không ảnh hưởng gì lắm. Không ảnh hưởng gì lắm. Icebug nhặt được một rune DD. Liệu có tận dụng cái rune này cho anh ta ăn cái trụ không? Rõ ràng thì Storm cũng chưa đi đâu cả. Mạng đấy thì hơi khó nhường bạn ạ. Tại vì nó là theo hit đánh rồi, chịu thôi. Mạng đấy thì mình thấy là con Drow đang đứng ở xa rồi. Bây giờ bảo phới lên nữa thì thôi. Còn nếu anh em chơi Tuska thì anh em cũng nên lưu ý là có một cái trick nhỏ nhỏ là khi mà đòn đánh của đồng đội đang tới mà trong tầm tác team rồi thì lúc đó anh em bật tác team vẫn được tính nhá. Thì như thế là anh em sẽ maximum được cái lượng dam. Như thế sẽ là dễ dàng để slow lại đối phương hơn. Những cái mạng đấy thì thường thường là kết thúc nhanh như còn về farm. Ở đây thì có vẻ như là hết đường thành con sếp rồi. Chặn được nhiều stun không về được đâu. Tag team là đủ và đây kéo Iceberg lại. Có thêm cả break thì chứng tỏ lượng đam là khá nhiều đấy. Lăn bóng vào Iliad là chuẩn rồi. Tuy nhiên Storm vẫn đang cố gắng bay hết sạch mana rồi. Vâng, GBK. GBK cố gắng và cuối cùng có cho mình cái mạng của anh chàng Iceberg. Ở đằng sau thì DM bắn rất đau. Có thêm cả Vitoon hỗ trợ nữa. Kéo thêm cả một lần tốc váy lên. Thế nhưng mà vấn đề là không đủ. Pha đấy là một cái rune arcane của Storm làm cho anh ta khá tự tin với cái lượng mana của mình. Và Drow thì có level 5 thôi, bắn bây giờ cũng chưa quá đau. Mà không có silent, anh ta chủ động là đánh hiền một tí. Một cái rune khá quan trọng của GBK. Lao vào đánh vào General. Có slow lại bằng enchant nhưng mà đối phương mở lửa lên rồi thì tốt nhất là lùi về thôi. Iliad
Cái len này không thể nào giết được xuống. Con voi đâu. Chắc chắn là chết rồi. Giết vào support thôi, dễ ăn hơn. Voi có quắc rồi. Pha đấy nếu mà stun vào voi mình nghĩ là cũng vớ vẩn chết đấy. Tại vì thấy cooldown còn 3 giây. Đây thì có level 6, bắn là khá đau. Tới thì vị trí của V2 và chắc chắn là sếp sẽ phải chết. Sếp đó là cái mạng này của V2 rồi. Sếp có vẻ thi đấu hơi nhầm quá. Anh ta zone vào một con VS rõ ràng thì bây giờ thì sẽ có thể cover ra của Na'Vi ra mà. Bậc DM thì có ơn. DM có ơn rồi. Đã có cheat trên người của đâu. Bây giờ bắn đau nha. Anh ta bây giờ bắn rất là đau đấy. Mặc dù không có mặt nạ quét bên nào đâu nhưng mà có cheat. Bây giờ mặc hai mặt nạ quét bên luôn. Đàn 105 có cả map massive nữa thì bắn cực kỳ đau nha. Được đam là lớn đấy. Ừ, lớn mà. Rất nhiều staff. Tuy nhiên là với cái pha di chuyển 3 người ra mid thế này thì làm sao giết được iceberg nhỉ? Rõ ràng thì chưa thể nào giết được iceberg cả. Iceberg chưa có một cái hook shot thì không thể nào mà giết được iceberg. Đúng. Điều tôi có thể khẳng định. Mùa đấy bằng người general. Đây rồi, lao vào kéo tóc, có dồn đam. Chết có rồi. Lasso nhưng mà Zero vẫn sẽ phải chết thôi. Ví cả Lasso chả giải quyết được vấn đề gì cả. Có 6 và tất nhiên rồi anh chàng FTF ticket anh ta chưa tăng cho mình. Pha đánh hay của sếp nha. Từ từ sếp này. Anh ta chủ động lấy con bóng để body block này. Khá tín của sếp. Khéo đấy. Block quake. Khéo đấy. Đánh dẻo đấy. Đánh dẻo luôn đấy. Đã thấy những cái bãi stack dành cho Drow rồi. Live của bên phía VP không thể nào có con gì có thể ăn được. Có lồng. Chủ động ram lên giết một con Drow nhưng mà đi lên như này à. Thấy luôn một con voi rồi. TP luôn của V2. Một phát TP rất quyết đoán. Thấy voi TP luôn mà. Olympic Kid chủ động lên một cái midas để hướng lên late game ra. Để làm cho con voi này xanh hơn. Có nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Stack này sẽ được ăn bởi Zero thôi. Tầm này Zero ăn là lấy lợi thế sớm cho phía của team Na'Vi. Đúng rồi. Nói là ăn stack thường chắc chỉ có mỗi con bát ăn stack dễ nhất. Dùng cái con đệ này để phá mắt. Hơi lâu tí cũng được. Hơi lâu thì đối phương cũng không để ý lắm. Có lồng tới từ voi và anh ta chuẩn bị có midas rồi. Có rồi đấy. Đang mang ra midas 9 phút. Midas mình nghĩ là không quá tệ đâu. Món item có trước phút thứ 10 là được. Anh ta cũng không muốn đánh nhau bằng chủ động lên midas luôn. Iron Talon này, Underground này, quá tiện lợi. Quá được, cũng được. Con này, mình nghĩ là con này rơi được cái full passive là ngon nhất. Tại vì vừa cộng thêm 8 Magi mà. Nhưng mà Iron Talon cũng được, 15 top Talon này anh ta farm được engine nhanh hơn. Đúng rồi. Anh Gucci có gì nói một cái đây. Cầm luôn cũng là được đấy. Full passive nhưng mà Storm đánh rơi ra chắc là đưa cho Void, ngon nhất. Radiant's bottom tower is under attack. Đang muốn vít ga, muốn bắt vào Zero nhưng mà chỉ đơn giản là check rune thôi. Đây rồi, một cái rune quá ngon. Regen luôn, cẩn thận. Có vẻ như là pha vít ga đấy là vừa cầu nguyện nữa. Đang vừa vít vừa regen. AK anh ơi. Dưới bot cũng là đổi trụ rồi. Trên này chúng ta cùng xem cái lắp kit anh ta đã hoàn thành cho mình thêm được một cái găng tay nữa rồi. Giờ sẽ chỉ là đơn giản là cố gắng farm càng nhanh càng tốt. Có Bidat thì anh ta sẽ là farm ổn thôi, không phải một cái MM. Nên đồ như này sẽ là muốn thêm về farm. Không phải muốn đi đánh nhau sớm đâu. Sẽ là Manta, sau đó là MKB. Căn bản thì anh ta biết là có VS có thể cứu được khỏi lồng. Anh ta chủ động lên đồ farm luôn. Giờ MOM luôn thì không giải quyết vấn đề gì cả. Thà lên một cái midas trước, củng cố lượng farm. Anh ta sẽ cũng phải phụ thuộc vào rất nhiều những người đồng đội đằng sau đấy. Đó là Storm, đó là DM với một con Viper. Có một cái lồng thì gần như là khoảng thời gian này là tôi xin gần như sẽ là mắc. Bắt vào iceberg ư. Ocean Fly chưa có 6 và thế là iceberg anh ta sẽ đi rồi. Rất là nhanh. GPK là người ăn mạng. Cái không quyển, phải dùng lồng luôn. Cái quyển sách đã dành cho Tuska rồi. Nên là Ocean Fly vẫn là level 5. Anh ta tốn rất nhiều thời gian để đi stack. Anh em có thể thấy là con Drow đang farm stack kìa. Cho nên anh ta có level khá thấp. Sorry anh em. Mình đang hơi nhiều đờm một chút. 11 phút DK dính một cái Nether Toxin thì rất là yếu. Bị xóa đi cái passive của mình. Là mất đi một lượng armor khá lớn đấy. CPK muốn giết một mạng con. Hình như là vẫn còn running gen thì phải. Chắc là General lành ít dữ nhiều anh em ạ. Clockwork đang gọi zone đối phương. À có TP, ok. Có quyết đoán đến mức đấy không nhỉ? Chắc là không. Không quyết đoán đến mức đấy được. Không bởi vì quyết đoán quá nhở. Đầu game. Thực ra đầu game cooldown hơi lâu. Đúng rồi, cái này anh ta dành để dành. Những cái mạng nào mà sua kill thì nên là tận dụng nó hơn. Em bật network đi. Vừa đào ra một check rune bao network đi.
Voi đứng đầu lượng farm, anh ta đã có giày cheat và một gimme dash còn khá xanh đây. Voi Olympic Kid. Network đầu bảng cùng là Storm, đằng sau thì là Drow và DK, tiếp theo nữa là Viper và một con Bat Rider. Sự thay đổi không có quá nhiều đến từ cả hai team, họ đang có một thế trận cân bằng. Cân bằng nhưng mà nói gì thì nói, late game mình thích con Voi hơn, thật đúng. Sự Voi quấn hơn. Cá nhân em cũng thích Voi. Voi bánh quấn hơn. Drow xem nhiều quá chán quá. Ngày xưa thì thích ấy, ngày xưa chơi thích lắm. Lúc mà mới sửa lại ấy. Long An Ship các kiểu vâng, đây bắt vào DK một lần nữa rồi. Có VS ở đằng sau nhưng VS vẫn chưa có 6. Kích hoạt đun cho mình đó đun hết lên tới Iceberg, nhưng lượng đam có là đủ hay không đây? Đủ đấy, bởi vì Iceberg đã dính cho mình Viper Strike rồi. Với cả ơn nữa, lượng đốt máu rất là nhiều. Và bên phía của Navi không có gì để heal cả. Một cái swap không thể nào gọi là heal máu. Thậm chí còn chưa có swap chứ đừng nói là có swap cơ. Chả có gì để cứu một con, nếu mà có pha đấy mình có nghĩ là Oracle đi thì mình ra cứu được. Hồi xưa, để nói về chuyện hồi xưa một tí thì có đâu mới sửa thì anh thấy là đảo qua group thì chê là đâu yếu, có được cộng đam này nọ. Nhưng mà có một điểm là bắn một phát chết con creep, anh em không nào đề cập đến. Anh em chả bao giờ để cái đấy cả xong. Quả đấy, farm kinh, thời sau nó farm thì thôi, nó chỉ cần level 6 nó bắn nó farm thì thôi. Mới đầu là bắn một phát chết luôn cả con Nation, về sau là sửa. Nó khỏe về quá, bắn phát chết con Nation. Khác cái thời điểm đấy các bạn phải hiểu là đánh Drow làm gì thì làm, chết cũng được, phải có level 6, lên chạc 3 farm thành bố. Farm Ancient chỉ bú trong rừng thôi mà, chả việc làm gì cả. Nó không cần farm ở đâu cả, nó chỉ cần farm ở trong bãi Ancient thôi. Đứng áp cam đấy luôn. Các bạn khỏe không hiểu lúc đấy con Drow như nào, nó bệnh hoạn cực kỳ ấy. Khỏe kinh khủng khiếp. Đợt đấy anh em mới được sửa mất đi cái đam, anh em kiểu hụt hẫng nhưng mà không biết là sức mạnh nó như nào. Thế trận này em có khả năng ăn 10 mạng hạ gục đầu tiên vậy Caster ơi, thì mình nghĩ là bên phía đội hình của team VP khi mà có một con Storm chủ động hơn rất là nhiều, cũng cả Clockwork. Còn bên phía của Navi thì thiên về farm, DK sẽ bật blink. Thôi chết Ilias ở đây rồi. Vừa nói xong thì Ilias chết nhưng mà sẽ là 5 đều thôi. Ilias đi hơi cao mà phát smoke mình nghĩ là lãi cho bên phía của VP, tại vì smoke mà dễ được một con sắp 5. Không quá là lại lắm, tại vì thời gian di chuyển 4 người được 212 tiền. 50 kill Navi à bạn? Anh em cứ phải tin tưởng đi chứ. Bạn cũng nên tin tưởng đi, tại ta là câu chuyện là khi đã đặt tiền rồi thì mọi thế chuyện hết. Nó khó nói lắm. Cái gì có thể xảy ra mà. Anh em nhầm đấy, đợt đấy nha, Drow nha, farm nhanh và out farm đối phương, đi snowball đến hết cuối game luôn đấy. Con Zero ở đây thì bị dí vào Epileptic Kit, mở lồng lên giết luôn. Có đủ đam hay không đây? Đủ rồi đấy. Cấp đánh nha, đủ. Pha đấy thì mà Bat Rider di chuyển bật Firefly lên, vô tình chặt cái cây, làm cho không chắn. Nhưng pha đấy kiểu gì cũng chết, đã lồng rồi. Kiểu gì cũng chết thôi. Có okay. Smoke tới từ bên phía của VP là họ hết smoke rồi. Có một cái rod tốt dành cho DM. Sếp đang hướng thẳng lên một cái Glimmer Cape để cover team dễ dàng hơn. Chống lại một lượng đam phép. Thật ra thì bạn trên kênh nói đúng, nếu pha đấy mà sử dụng Lasso và TP về thì sẽ là hợp lý hơn. Đúng rồi, sẽ là... Không nên tiếc Lasso trong pha đó đâu. Ở đây thì bắt được vào người của anh chàng Sếp và Sếp sẽ chết thôi. Một đổi một liên tục. Một. Voi đang rất xanh, đang hướng thẳng lên Manta. Tại vì Manta thì để giải những cái pha silent của Drow khó chịu. Nhưng anh ta nhanh tay có thể giải luôn cả stun của DK đấy. Stun DK thì bay không nhanh lắm. Ở đây thì TP luôn, chắc chắn là sẽ được thôi. Bay thì cũng nhanh nhưng mà rõ ràng thì có thể phản ứng được. Đúng. Nó chỉ là một cái đường, cái cục stun bay đi thôi. Khá là rõ ấy, nhìn khá là rõ. Đúng rồi. Có thể dùng một Manta giải như kiểu ATG thì mình nghĩ là sẽ là dễ dàng. Có gì thì nói VP là team trẻ mà. Cái phản ứng của mấy thành viên anh nghĩ là có. Hôm nọ còn dùng cái Manta của AM để né cái duo của Bushi đây. Ở đây thì bắt được vào Viper, Viper gần như chắc chắn là chết rồi. Con hero chẳng có skill gì để trốn cả. 6-7 bên dưới Na'Vi nhưng trong này thì bắt được một người khác. Tiếp tục là một cái mạng nữa nằm xuống thôi, và đó là GPK với Killing Spree sau khi đã có cho mình một cái Orchid of Malevolence. Anh em nhìn thấy GPK đánh Storm xẻo không? Kéo qua kéo lại liên tục luôn. Có vẻ như bạn mà đặt 10 điểm hạ gục đầu tiên thì bây giờ đang hơi hốt. Đang đứng ngồi không yên đấy, hiểu không? Tay các thứ ra mình hết rồi. Mình cũng chỉ chúc cho bạn là sẽ gọi là ăn được cho mình cái số tiền mà mình mong muốn thôi.
Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Có lộc lá gì thì gọi là phân phát. Sếp. Mình cũng không dám từ chối. Có sót này. Epileptic Kit thì sao? Có lồng. General. Trường chứ là chưa có lồng. Nhìn bộ skill kìa. Dính luôn cả bố chắc nhưng mà không thể nào với đánh thêm một hit. Đúng, hay ta có một pha hút tốt. Ui, Clockwork, pha hút sót. Pha đấy là trúng đấy nhưng mà chậm hơn một tí. Oh my god. Ring Aquila và đây sẽ là một item mà Felixor anh ta cầm thôi. Rất là thích. Vừa được regen mana. Rất là thích luôn đấy. Bạn này thì nói khá hay. Các sơ nghèo thế toàn lấy kênh xin tiền. Nghèo thì mới xin được. Ông ấy nói kiểu nói sự thật ra. Xong rồi kiểu vẫn là câu hỏi. Một câu hỏi tu từ ấy. Đúng rồi, bọn tôi nghèo. Thế thì mới phải xin. Ok, alo. Và Bray rời ra sẽ đưa cho Storm nữa. Storm để đổi thành một cái Intel nữa. Kiếm thêm một chút đám phép. Khá ổn. Hay đấy. Storm thì cần thêm mana. Đúng. Cần nhiều mana. 7-7 rồi. Một cái thế trận khá cân bằng. Nhưng mà rõ ràng thì VP đang lợi thế hơn. Anh ta có một con Void. Có Midas. Kéo lại Midas quất khá nhiều. Gì đấy. Đừng quick buy Mystic Staff để tôi giật cả mình nữa. Cái ông Epileptic Kid này. Trêu thôi. Cứ thế trêu thôi. Aquila dính ạ, ra anh ta cầm luôn thôi, đâu cầm luôn thôi, ngon nhất rồi. À, có một cái cung gỗ mà. Ok. Bình tĩnh đi anh. Ring A đưa cho VS hoặc DK cũng được. DK. DK về sau VS có thể cầm, có thêm một chút gọi là aura các thứ. Anh em nhầm nhá. Caster 500 toàn đại gia, lấy đâu ra thông tin này đây? Caster 500 thì vài người là đại gia, ví dụ như anh Ối này. Lấy đâu ra hết anh em? Ví dụ như là Khánh này. Ví dụ như là caster không hết rồi, tôi nghĩ chỉ được đến thế thôi, hết rồi. Đấy, nó hết đại hết hết thế. Mùa các bạn ạ. Đại gia mà đi làm caster thì có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì ăn đầu B, ăn C thì thật ra là bọn mình cũng đang làm thôi. Như các bạn thấy thì bọn mình cũng đang gọi là làm việc. Anh em nào mà bảo bọn tôi không làm mà đâu có ăn thì thôi, đừng bao giờ. Vitoon đang tận dụng cái form rồng để ăn trụ 2, sẽ ăn trụ 2 được và quay ra ăn outpost. Thời gian bây giờ cũng là khá nhạy cảm. Một cái trụ 2 để lấy con Roshan, hợp lý thôi. Một Roshan 19 phút, đổi một trụ 2 cũng được, gọi là cũng được. Nhưng mà đừng ăn Roshan rồi chết cả nguyên team nhanh ơi. Như game đấu vừa rồi đấy. Khu vực dưới bot này thì sau khi push xong trụ thì Na'Vi họ sẽ tiếp tục về farm thôi. Quyết định lên Lincoln cho GPK trong trận đấu này ư? Né Lincoln để né cái Lasso và né đi stun DK nếu mà anh ta blink vào. Dồn dập quá, không để nào kịp trở tay đấy. Dire's middle tower is under attack. DM hướng lên một cái Solar. Một cái Solar để buff Void. Game đấu vừa rồi không có Solar buff cho PA. Phải coi hướng đến tiếp theo đó là một cái Arscadi luôn á. Có hay quá không nhở? Nghĩa là trận đó là BKB hợp lý hơn chăng? Manta, em bảo ai? Felix Void. Felix Void không lên BKB á? Anh ta quyết định lên ai? Lên ai? Để châu hơn à? Nếu mà bây giờ bảo là anh ta Lincoln thì mình có thể hiểu được. Nhưng mà ai thì... Anh ta muốn châu hơn trong combat. Không, thế thì không hay. Một cái Lincoln rồi ai đi, hoặc là BKB rồi ai đi. Anh ta đang tự tin mà tự anh ta tin muốn sống sót. Thôi để late game hoặc lên BKB cũng được. Late game một cái BKB 10 giây thì cũng khá ổn. Rõ ràng là với một cái trận đấu có Bad Rider thì cũng phải có Lincoln hoặc BKB ấy nhỉ. Lincoln hay Storm đang lên rồi đấy. Storm lên Lincoln. Né Lasso, né stun DK blink. Ồ, game đấu này lên Lincoln khá ổn. Nhưng rõ ràng cái Lincoln có thể phá dễ dàng bằng một cái swap của một con PS. Ồ, có bật cho mình Firefly lên, thấy được vào người Viper rồi. Dồn đam Viper sẽ là rất nhanh rồi, kéo về một cái khoảng cách nó vẫn đủ, anh nghĩ vẫn đủ đam. Nhưng mà tại sao phải kéo về sát người thế nhỉ? Anh ta kéo xuống đồi để đam bắn là được rồi. Kéo sát thì làm cho đam tự nhiên mất aura đi, mất aura rất là yếu, bắn đi sẽ chậm hơn.
8-7 đến bên phía của Na'Vi. Epileptic Kid vẫn đang là điểm tựa của bên phía đội hình TPP mà thôi. Xanh sắp có ai đấy, còn một gọi là 1.000 tiền nữa thôi. Một cái rune AK này, Storm đã bay ra ăn vội. Thấy rune này thì đúng kiểu là ăn vội luôn đấy. Khác gì gọi là quà chiều đâu. Ngày xưa thì ở nhà mình hay gọi là đợi bác đi chợ về là có kiểu có quà chiều, quà chợ đúng không? Đi mua quà vật. Làm con Storm này lao đấy, ăn rune này làm anh nhớ được cái meme trên mạng là anh ơi, hôm nay bố mẹ em đi vắng. Ờ, rồi ôi. Vít một phát là đến nơi luôn thế thôi, không nói nhiều. Lại chả vít vội. Đúng là Storm chỉ thấy rune đấy. Thấy cái rune Arcane, với cả rune mắt Regan. Sáng luôn đấy. Thì không khác gì gọi là cú vọ anh em ạ. Mắt gọi là sáng như cú vọ luôn. Một là rune Arcane, hai là rune Regan. Regan. Thế thôi, hai rune ngon nhất rồi. Nếu team bạn có nhiều silent thì một rune thứ ba là rune Illusion. Hợp lý. Đã có giày bay, có một cái King of Stick có thể kéo xa hơn một tí của bài bát, ok cũng hợp lý thôi. Một tí với nó là nhiều đấy, bởi vì cái range của cái cái Flaming Lasso này thì đó là siêu ngắn luôn đấy. Với cả làm cho anh ta blink xa hơn. Đúng. Về sau thì có thể rơi ra, à có thể cho VS cầm thay vào những cái tầm khác. Chắc nhưng mà thường thường anh thấy nha, con VS này đánh lúc nào cũng rơi ra Telescope em ạ. Ảo kiểu nhờ. Có duyên ấy. PK đã có BKB rồi, giờ êm và anh ta sẽ là khó rất đấy. Khó, không thể nào êm được đâu. Sẽ tập trung vào Roger, Zero cũng như là Vitoon. Ui, anh nghĩ là phải đến Electric King chủ động là blink lên dọa ai. Chứ anh ta biết thừa là cái lồng làm sao mà giết được. Con DK mệt lắm. Ừ, có vết nữa mà. Lồng bây giờ lồng phải lồng ít nhất 2 người thì mới ra mới thể chiến thắng combat dễ dàng. Thả là bây giờ Electric King lên cho mình một cái Super S đi. Bất ngờ hơn Silver S để chọn vị trí á. Ừ. Thường thường thì Dota chuyên nghiệp thì anh thấy là cái tăng hình Silver S nó là từng tình huống lắm. Nhà đấm DK vẫn hợp lý mà kiểu. Ừ. Nhưng mà để về sau lên được. Con voi cầm Silver S được mà. Được thêm một hit kiểu từ cái Eco Saber đấy. Vâng, hello bạn Dean Elias nha. Trận đấu này thì đang có kết quả hòa là 1-1. Trong trận đấu này thì Na'Vi đang dẫn trước với tỷ số là 8-7. Không biết là họ có thể giành cho mình một chiến thắng nữa trong nhưng cái cặp đấu V3 này không. Rõ ràng là dẫn một kill. Nhưng mà đây vâng, vừa bắt vừa nói xong Diska rồi. Có vẻ là về cân bằng rồi anh em ạ. Vừa nói là dẫn bằng nhưng mà cái lượng gold thì tranh khá lớn đấy. 4.000 network chủ yếu là tới từ các core hero thôi. Nhưng mà rõ ràng thì chiến trận vẫn còn nguyên. Na'Vi vẫn là có core xanh. Bạn Phan Nguyễn Tấn có hỏi là mình cắt tóc chưa thì chưa bạn ạ. Thứ hai mình mới cắt được. Chỗ ông anh mình đang hơi đông, hơi kín lịch, chưa cắt tóc tóc. À tự tin là bởi vì có Storm, úp Lincoln, anh ta lên cho mình một cái ai luôn, sau đó là một cái Butterfly. Thường thường thì Storm úp Lincoln chỉ gọi là đứng đằng sau đấy. Chứ không phải lúc nào úp đâu, lúc nào úp thì hơi nguy hiểm. Đúng. Đây là chủ động sớm mốc, nhưng mà rõ ràng vẫn còn lồng mà nhở. Chứ có vẻ như tham minh cái Aegis thì đã có tham minh rồi. Có mắt, thấy sếp rồi, đã có sếp đây đi rồi. Đây rồi, sếp đi rồi. Sếp đi rồi, 9-8 rồi anh em ạ. Kèo 10 điểm hạ gục rất căng. 10 điểm hạ gục đầu tiên chưa bao giờ nóng đến như vậy. Ilias chỉ cần đi chậm một bước thôi nhá. Sẽ là đi luôn. Đúng. Anh ta đi nhanh quá, khuất sai luôn. Không thôi thì sẽ là một pha blink lên Lasso luôn thẳng mặt của Ilias. Anh em thấy không, VP cảm ra những con mắt rất là sâu. Một con mắt ở dưới Lantern Bot kìa. Cực kỳ sâu luôn đấy. Một con mắt khó để mà đoán ra được. Cảm giác như là voi lên đồ này mình không khoái lắm. Em không biết anh như thế nào, em không khoái cái kiểu lên đồi lắm. Voi lên đồi này thì anh nghĩ là vừa có đam mà vừa có thể sống sót trông chó đấy. Anh ta đã hoàn thành xong cái ai rồi, bây giờ cái lượng armor của anh ta là có. Đấm slow đuổi. À cái ai cũng có thể gọi là counter gián tiếp một con DK mà. Làm cho DK này không thể hồi máu được. Anh nghĩ cũng được. Không thể không hồi máu được mà giảm đi cũng giảm cái hồi máu lớn sức mạnh của DK với cái form rồng ấy. Nếu mà là cái máu rồng DK bật BKB lên thì anh ta vẫn bị slow và giảm lượng hồi máu mà. Thường thường thì voi mình thấy ít khi lên gậy xanh lắm anh em ạ. Nên gậy xanh thì thường kết hợp với một cái Fury để farm nhanh. Nhưng mà voi lên đồ này thì sẽ và để về sau lấy một cái gậy xanh Blessing của Roshan. Thì bây giờ tốn 4.200 tiền một gậy xanh. Không có quá nhiều tác dụng, 4.200 tiền mình sẽ để tiền lên một cái Lincoln. Thà về sau để cầm Roshan. Thấy Doctor thấy rồi. Được Epileptic Kid rồi này. Bay vào slow, đấm bass luôn. Đằng sau thì giữ chân Ultra Butterfly. Bay vào để kéo tóc Ultra Butterfly. Bay qua khỏi cái silent tới từ DPK.
đứng xử lý tốt của TPK và mở lồng được Drow Ranger rồi. Có swap ra, ngay lập tức là phi theo vị trí của Drow thôi. Tuy nhiên có TPK tới vị trí của DK. Vitoon, anh ta đang bị dồn vào. Bài bách ra tới từ anh chàng Roger không có ý nghĩa gì cả. Lapsu được vào đấy, nhưng còn tham quắc, họ lại lùi ra thôi. Nhưng mà cái Asat này là một cái Asat tốt. Và bây giờ thì cần phải quay trở lại đánh tới thì Epileptic Kid. Một giây nữa cooldown xong và anh ta đã cooldown xong, anh ta quắc đi luôn. DM có thể sẽ là người bỏ mạng lại. Và đó là hết combat thôi. Một cái kèo 10 kill như là để cho Na'Vi đúng không? Rất căng luôn. Rất căng thẳng. Một pha combat mình nghĩ là đánh giá là thắng mình cho VP. Thật sự là Void không chết. Em thấy chưa, một cái tác dụng của ai là đấm cho một con drow slow không thể nào lết được về nhà. Díu thật sự đấy. Với cả một lượng độc của Viper nữa, làm cho drow này di chuyển như bò ra sân luôn. Hướng thẳng là một MKB để củng cố lượng dam của mình. Ok, hợp lý. Void có MKB thì gọi là một cái item chúa rồi. Hợp lý. CPK một con Storm đánh rất hiệu quả, đang hướng lên một cái Bloodstone. Pha đó thì Epileptic Kid hơi vội vàng, xích thì có thể lồng 3 người, sau đó anh ta muốn làm cho con drone mất vị trí. Nếu mà em thấy không, VS thì đang đứng kiểu đứng ở trên ấy, chứ không phải đứng đằng sau. Anh ta ép con VS này lồng. À chính xác hơn là swap con drone này quay ngược lại, làm cho drone này có vị trí xấu. Cũng được. Bởi vì pha đó thì đánh VS thêm một hit nữa thì VS sẽ chết. Thì xong rồi với cái tốc chạy trong lồng của Void đâu chậm lắm đâu. Pha đấy thì quay ra dí và drone tiếp được. Pha đấy thấy drone cũng sáng mắt lên rồi. Một cục orb. Cục orb này thì đưa cho đi cây hoặc là anh ta cầm luôn được. Đi cây hoặc Tuska. Thường thường thì drone cầm những item cộng stat là ngon hơn, chứ đúng, không cầm những kiểu item chả cộng gì. Những item này mà không cộng stat cho drone. Cái này thì hơi phế một chút. Chỉ gọi là trừ ammo với cả làm cho đối phương đi chậm hơn. Mà sao anh ta có một cung băng mà. Đúng. Slow của Frost Arrow thì là rất mạnh nhá. Thấy được Zero ở đây rồi. Zero bị cắm ngay một cái orchid và mõm và ngay lập tức là phải lùi về. Và ở đây thì sao đây, sếp có thì cũng xử lý tốt với cái cock của mình. Kéo tóc Iceberg, Iceberg có BKB và GPK hết mana rồi này. Kích hoạt cho mình rune regen. Một rune regen quá ngon đi. GPK hôm nay đánh có vẻ hơi số đỏ nhỉ. Một rune arcane, một rune regen liên tục thôi. Storm là một con rất cần check rune anh em ạ. Một pha combat thắng có thể nhờ một rune arcane rồi đấy. Anh em nào nhớ cái pha gọi là arcane của Sumail không? Biểu diễn quá cái ông GPK này. Regen mà, sắp hết đến nơi rồi. Anh bay tí nữa là anh hết mana đấy. Một cái Mindbreaker mình nghĩ là cho drow cầm được. Drow hoặc DK cầm được. DK là một thậm con chỉ là cho VS cầm chả ảnh hưởng gì lắm. Chưa thấy rơi ra telescope. Tài ở 3 thì anh nghĩ là drow cầm cái cung này tài ở 4 luôn nhá. Cái cung này rất quan lợi trọng đối với con drow này. Khỏe thế nhở, 300 đam, 350. Mà đang hướng lên một cái butterfly này. Nhưng mà cái timing butterfly vừa đúng cái timing có MKB của Void thì phải. Đúng rồi. Void đã quick buy một cái MKB rồi mà. Chắc là anh ta lên một cái butterfly lấy cái staff là chính. Đã có MKB rồi và đang băng ra và nhìn cái tốc độ Androsan này. Tốc độ Androsan kìa, có Solar Crest. Rất nhanh để tắt team của mình. Ui, đã hoàn làm gì mà tắt team anh? Đừng lát thế. À nhầm. Chết rồi, lú anh em ạ. Đơn giản là dam của con Void nó lớn quá và nó có off destruction nữa. Có cả một cái Solar nữa. Vâng, lao vào bắt vào vị trí của VS. Và VS trong tiếng này tôi tin là anh ta sẽ chết luôn. Chết luôn rồi. Epileptic Kid ăn mạng. Clockwork thì hút vào ai đây? Đó là vị trí của Roger. Còn Roger cố gắng lăn bóng đi. Lấy sai bằng một cái Aisa. Tuy nhiên thì vẫn phải nằm xuống thôi. Đó là Unstoppable dành cho GPK. Epileptic Kid tiếp tục dí theo Zero ở đây. Và sẽ là đấm tới chết. Có sử dụng đây rồi. Đây rồi. Điều này thì anh ta làm đúng. Cái lời nói của anh em lúc đấy là Huy Hùng Viện nói là anh đã thực hiện rồi. Gắp và TP về luôn. Ra đấy là Federvoi anh ta tiếc cái lồng, anh ta muốn để lồng cho Vitoon đấy. Đúng rồi. Chắc chắn là phải để lồng cho một con gọi là quan trọng hơn. Giờ tự nhiên không có lồng để combat thì hơi dở. Hai Rosai với một VP rồi, rất nhiều lợi thế. 10k chênh. Kèo này anh nghĩ là khó lật đấy. Bây giờ VP bắt kiểu tryhard mode đi. VP trận này pick khá là tốt với con Felix Void và anh họ chọn cái lối lên đồ cũng như lối di chuyển hợp lý hơn. Xem cái timing không, vừa động vào butterfly thì rõ ràng MKB cũng trên người là chính xác và VS có buyback. Và bây giờ thì sao đây, dồn đam Vitoon anh ta sắp phải nằm xuống rồi và đó là đủ double kill được Epileptic Kid và gõ tiếp Roger triple kill cho Epileptic Kid rồi. Và bây giờ thì tới lượt ai đây, vẫn còn lồng chưa xong luôn.
tiếp tục dồn vào. Và giờ thì sao đây, sẽ là cái mạng của anh chàng Iceberg thôi, và đó sẽ là gần như là một pha team wide dành cho bên phía của PP. Bắt đầu là những màn chắt win. Trời, có 3 giờ đêm rồi, anh em kỹ thuật không có ở đây được. Trận đấu này thì cứ thế thôi. Khi mà đã out cái lượng đồ quá lớn này thôi, về Selepsoy anh ta dễ đánh hơn Drow Ranger rất là nhiều. Đúng rồi, mình nghĩ trận này thì dễ đánh hơn cho VP mà không có những pha throw của CPK nữa. Đúng. Anh em có thể thấy là CPK game đấu này đánh rất là chắc kèo, chuẩn chỉ hơn. Anh em có thể như là ok chưa? Ok rồi, nhảy thử F5 lại xem. Chat lên cho các bạn xem anh ạ. Chat lên cho các bạn, bảo các bạn F5 gì thì sẽ là dễ hơn. Vâng, có swap để cứu ngay lập tức rồi. Bây giờ thì lao vào stun và con Voi này, nhưng mà Voi anh ta vẫn còn Aegis mà. Tiếp tục quắc vào, và giờ thì sao đây, silent được Voi. Anh ta không quan tâm, mở lồng ra lao vào gõ vào vị trí của anh chàng Drow Ranger. Bị disarm lại nhưng đâu có quan tâm đâu. Epileptic Kid còn có Aegis mà. Storm còn đó, và họ sẽ dồn đam chết được vị trí của Violet Void rồi buyback ra tới Drow. GVK vẫn còn sống nhưng hit đánh cuối cùng này nó sẽ với tới người của anh ta. Drow phải buyback ra rồi và giờ phản làm cái stun. Tuy nhiên thì Clockwork giống vẫn sẽ là phải chết ở trong này thôi. Được, câu được một buyback của Drow làm cho Drow nghèo đi. Có lượng gold thì chênh 22k rồi. Có fly rồi và sẽ delay cái BKB một khoảng thời gian khá lớn đấy. Mà bây giờ lên BKB thì hơi khó, dính lồng cũng chưa chắc anh ta đã thoát được đâu. Có vẻ như là cái bài Drow này bị bắt bài rồi. Nhờ không thể nào tận dụng được 3 game được. Có một con Void thì câu chuyện giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Và có một Storm bay vào, các thứ ổn hơn. General liệu pha này có thoát được không đây? Có một rune invi của một Void. Nếu mà có bắt nhiều thì mình nghĩ là toàn thôi xong rồi đấy. Ông nào bắt được, bắt rất nhiều. Manta ra để ngắt đi ngay một cái nhịp mà anh ta định giơ tay lên Lasso. Epic Kid dùng cái Manta này hay mà, nhiều pha dùng hay rồi mà. 20 level 23 rồi. Cáu rồi, mình nghĩ là sau cái thua game thứ 2 bị thua rồi đấy, cáu đấy. Đúng rồi, và anh em nào nói đúng ý mình, đầu đó game đấu này phải lên một cái Blink, giống kiểu ATC ý, né lồng các thứ. Đánh carry các bạn, nhiều khi nên lên Blink đánh hay con kiểu Madman như là mình nói ngắn gọn như kiểu xạ thủ ấy, như kiểu Drow Sniper thì với khi gặp một con Phoenix Void thì nên lên là mình mới Blink. Đúng rồi, cái con Phoenix Void quắc vào nó có tốn thời gian một tí, anh em nào mới có thể hiểu tinh ý ấy. Đấy, như kiểu DK này, Blink là thành công rồi này. Vâng, lao lên úp chót vào luôn và giờ thì sẽ đã đẩy ra để có thể gõ chết được Drow, nhưng mà có swap này. Storm đã bay đến rồi, anh ta đang đi tìm V-Tool. Silent V-Tool, nhưng V-Tool kịp bật cho mình đó là cái Manta lên. Và bây giờ thì sao đây, vẫn có thể né đi một cái Silent được và dí vào vị trí V-Tool. V-Tool chết rồi và có vẻ như là mọi chuyện sẽ chấm dứt dành cho bên phía của TV, và đó là GG World Play. Na'Vi tiếp tục thất bại trước bên phía đội hình TVP. Một trận đấu tốt tới từ các thành viên của VP, và họ đã được chiến thắng một cách xứng đáng đâu. Lạm dụng con Drow này quá, tích 3 game một con Drow một